ta dành cho danh hài Tiền Giang một tràng pháo tay lớn được không ạ? À, anh Giang ơi, hôm nay thì thay mặt cho bố của em, đó là MC La Thành Phi, ra đây giao lưu với anh một chút xíu. Vì ở phía trong á, thì có rất là nhiều quý vị khán giả hôm nay có mặt anh ở đây. Họ mới đến từ 4 giờ chiều đó, để được có một chỗ ngồi ổn định như vậy. Lâu lắm rồi anh mới có hội về với thành phố Cao Lãnh. Nên là rất là nhiều lời quý vị khán giả yêu cầu anh có thể hát phục vụ quý vị khán giả thêm một hai ca khúc được không ạ? Tính hát rồi cha ra đó cha. Trời ơi, chúng ta hãy dành một chồng cho cái lớn đó. Dạ. Đây, nó đi vô à. Rồi. Bây giờ hát bài gì đây? Dạ, hát nhạc sung, bà lên nhảy không? Đó hát luôn. Sung lên nhảy không má? Đó luôn. Má cũng ngon. Cái gì? Nói gì không nghe. Cái gì? À bé heo ơi hả? Thuộc chết liền mình ơi. Thôi bây giờ đợi tôi cô đơn hát hoài. Bây giờ hát bài hát tặng cho quý vị một cái ngày vui vẻ như thế này. Bài hát được mang tên Khóc Thầm. Cái nhạc nó vui sao kỳ vậy.